Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 16 câu 9 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính thì ai sẽ tín nhiệm giao phó cho anh em của cải chân thật? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tội hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ anh em không thể vừa làm tôi thiên chúa vừa làm tôi tiền của được người pharisêu vốn ham hố tiền bạc nên nghe các điều ấy thì nhạo cười chúa giêsu người bảo họ các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời nhưng thiên chúa thấu hiểu lòng các ông bởi điều cao trọng đối với người đời là điều ghê tởm trước mặt thiên chúa kính thưa cộng đoàn mãi mãi và muôn đời tiền bạc là điều gì đó nó luôn luôn gắn liền với cuộc đời của con người người ta vẫn thường nói với nhau đồng tiền nó gắn liền khúc ruột cái đồng tiền nó luôn luôn làm cho con người ta đau đớn. may ra một đứa trẻ nó chưa làm ra tiền nó sống nhờ sống nhờ cha mẹ thì nó chưa hiểu được cái ý nghĩa của đồng tiền và giá trị của đồng tiền để rồi chúng ta thấy nó không bận tâm nhưng khi nó biết xài tiền rồi một đứa trẻ chúng ta thấy nó sẽ vung vén nó sẽ vung vén hơn là khi nó chưa biết cái giá trị của đồng tiền một đứa trẻ thì nó không quan tâm đến bởi vì cha mẹ nó nuôi nó nhưng mà khi nó lớn lên dần dần thì đồng tiền bắt đầu tác động nơi nó và đồng tiền chi phối cuộc đời của nó và lớn lên dần dần nó sẽ hiểu được cái giá trị của đồng tiền và khi đó nó cũng tìm mọi cách để vung vén kiếm tiền và chúng ta thấy càng 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 gọi là càng kiếm có tiền thì con người ta lại càng lao đầu vào để kiếm tiền người ta vẫn thường thấy nói làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm người ta cố gắng để làm sao thu vén thu vén cho thật đầy cái túi tham của người ta và thật sự ra cái điều đó là điều bình thường trong cuộc đời thế nhưng mà người môn đệ của chúa thì lại khác Hôm nay Chúa nói rất thẳng. Chúa không lấp liếm. Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ. Vì hoặc ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể làm tôi thiên chúa vừa làm tôi tiền cũ được. Phải nói rằng một lời mời gọi rất đắt và rất mắc cho cuộc đời người Kế Tô Hữu. Bởi vì dù làm cái gì đi chăng nữa, dù thế nào đi chăng nữa thì người cái tố hữu vẫn sống ở trong cái trần gian này. Vẫn ảnh hưởng của đồng tiền. Vậy mà Chúa lại mời gọi là không được làm tối của tiền của. Phải nói rằng một lời mời gọi, phải nói rằng là rất khó với cuộc đời. Người cái tố hữu thì dù sao đi chăng nữa mở mắt thức dậy cũng phải đụng tới tiền, cũng phải dính tới tiền người cái tô hữu đâu có phải là thánh thiện thánh mà mà không sai tiền cũng cơm áo gạo tiền như ai đó cũng vất vả lo cho gia đình lo cho vợ con lo cho ăn học lo cho sinh mạng của mình lo cho sức khỏe của mình lo cho nhu cầu của mình người tôi cái tu đang đáng sống ở trong thế gian này mà đâu có sống trên trời đâu mà không sai tiền đâu có ai mà người cái tô hữu mà 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 không dính tới tiền đâu phải dính tới tiền. Nhưng người kế tố hữu được mời gọi là không được lệ thuộc, không được tốn tiền bạc làm chủ, bởi vì người kế tố hữu chỉ có một mình Chúa là Chúa là chủ cuộc đời. Phải nói rằng rất khó, chứ không có dễ. Bởi vì khi đã lao vào đồng tiền rồi thì không có Chúa ra gì cả. Đó là một cái sự thật. Khi con người ta đã đầu tư đi kiếm tiền rồi, thì tất cả mọi sự là người ta làm và người ta quên cả Chúa. Một cái thực tế mà cho chúng ta thấy rõ ràng nhất là cái chuyện mà ngày ngày hôm nay mà ngày Chủ nhật thì dĩ nhiên giáo hội đã đã thư thả cho cái chuyện là 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 vì hoàn cảnh thì vẫn được đi làm. Nhưng mà chúng ta lại thấy nó có một cái bi đát rằng là có những người đi chơi bỏ lễ và từ 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 họ không còn quan tâm đến Chúa nữa họ bất chấp đi kiếm tiền bằng mọi giá bằng mọi cách có khi là mang danh là người tố hữu đó nhưng mà vẫn buông gian bắn lận vẫn có như là đủ thứ hết cũng giống như người bình thường bởi vì cùng đích của họ là đồng tiền cùng đích của họ là tiền họ họ lệ thuộc tiền họ không xấu họ không xấu khi họ lao vào tiền bởi vì đồng tiền mà ai ai cũng cần tiền bản thân chúng ta cũng vậy nhưng không khéo không khéo đồng tiền nó sẽ chi phối nó điều khiển cuộc đời của chúng ta đơn giản trong cuộc sống không ai là không cần tiền cả nhưng mà tiền là một tên đầy tớ tốt và là một ông chủ xấu nếu như chúng ta thờ tiền thì chúng ta sẽ không còn thờ Thiên Chúa nữa. Và lúc đó Thiên Chúa và thậm chí tất cả những người thân của chúng ta chẳng là gì cả. Chúng ta chỉ biết tiền thôi, chúng ta tôn thờ tiền mà. Lúc đó tiền là tất cả, tiền là nhất. Chúa và thậm chí anh chị em ruột thịt và thậm chí cha mẹ cũng chẳng là gì cả. Tiền là trên hết. Và trong thực tế chúng ta thấy có những người như vậy. Tất cả lúc nào trong đầu cũng là tiền, tiền, bó bó tiền bất chấp anh chị em ruột lại trừ miễn làm sao lấp cho đầy cái túi tham của mình họ không quan tâm tới chúa nữa anh chị em ruột họ cũng chẳng quan tâm nữa họ chỉ biết tiền họ ích kỷ càng vung vén thôi thì chấp nhận thôi đó là quyền của họ nhưng mà chúng ta thấy họ quên đi họ quên đi một cái điều quan trọng nhất rằng là một ngày nào đó cũng phải nhắm mắt xuôi tay nhắm mắt xuôi tay rồi không ai mang theo được cái gì cả ngoài hai bàn tay trắng khi còn trẻ khi còn khỏe chúng ta thấy người ta vung vén rất nhiều người ta kiếm lợi rất nhiều để càng ngày càng tham cho nó đầy nhưng mà chúng ta thấy càng về già càng về già càng lớn tuổi bệnh tật chúng ta thấy từ 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 nó sẽ buông một đại gia giàu có một đại gia giàu có lúc đầu thì chúng ta thấy ở một cái biệt thự lớn to nhưng rồi chúng ta thấy khi dần già lớn lên cuối cùng còn là cái gì chỉ còn là cái giường bệnh mà thôi chúng ta thấy người ta vẫn thường nói với nhau cái giường đắt nhất của con người đó chính là cái giường bệnh. Nằm ở trên cái giường bệnh rồi, xin lỗi. Ăn người ta cũng ăn không được nữa chứ đừng nói. Đừng nói là ăn. Lúc đó ăn giống như cho xong. Và chúng ta thấy có những người ăn bằng ống. Ăn bằng ống thì nó nó còn cái cảm giác gì mà 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 mà, mà, mà ngon lành nữa. Ăn cho nó qua ngày mà người ta vẫn gọi là đời sống thực vật chúng ta thấy rõ ràng có những cái tấm gương cho chúng ta thấy đó ăn mà ăn bằng ống thì còn gì nữa con người nào đó một ngày nào đó rồi cuối cùng cũng rơi vào cái cõi gọi là cõi thính lặng của cuộc đời xui tay xuống nhắm mắt không mang theo được cái gì cả thế nhưng mà rất tiếc thay con người ta vẫn bị vung vén và người ta vẫn đi tìm tiền và người ta vẫn đi kiếm tiền, người ta loại trừ thiên chúa. Có những người cuối đời mới biết quay về. Nhưng mà có khi cũng muộn. Bởi vì không biết được lúc nào Chúa gọi con người chúng ta về đâu. Cuộc đời của chúng ta rất mong manh. Chúa đến vào giờ chúng ta không ngờ. Vào giờ chúng ta không biết nên rồi chúng ta nghiêm túc chúng ta cần phải cân chỉnh lại cuộc đời của mình trước vật chất, trước thiên chúa chúng ta hãy xác định lại cuộc đời của chúng ta là cái trần gian này hay là thiên đàng nếu như chúng ta thấy trần gian này là cõi tạm thì chắc chắn chúng ta tôn thờ thiên chúa chứ không phải là tôn thờ vật chất của cải còn nếu như chúng ta cho rằng cuộc đời này là vĩnh viễn thì lúc đó vật chất chính là cái nguồn sống là cùng đích của cuộc đời chúng ta. Tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được rằng cuộc đời của chúng ta mạnh giỏi chăng là được 80 phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời chúng ta thấm thoát đã khuất rồi. Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống để ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan xin cho chúng ta ý thức được cuộc đời của chúng ta chỉ có ngần có hạn một ngày nào đó chúng ta cũng phải nhắm mắt xuôi tay tất cả tiền bạc chúng ta thu vén tất cả tiền bạc chúng ta có cũng để cho người khác dùng và cuối cùng chỉ còn một mình chúa mới làm mãi mãi xin chúa cho chúng ta ý thức được điều đó để chúng ta chọn chúa chính là nguồn là cùng đích là chủ cuộc đời của chúng ta